Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày lễ hội Halloween cũng sắp đến rồi. Đó là một ngày lễ truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới, được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, thường diễn ra từ buổi chiều cho đến 12, kết thúc là 12 giờ đêm. Vào cái ngày này thì mình muốn chế biến một món ăn hay là tỉa một trái hoa quả nào đó mà có liên quan tới lễ hội này. Và mình đã quyết định là sẽ tỉa trái bí ngô thành hình mặt cười. Mời các bạn cùng theo dõi video tỉa mặt cười trên trái bí ngô nhé. Mình có một trái bí ngô, nó đã chín rồi. Và mình sẽ vẽ lên trên cái cuống của nó một cái hình tròn, để lát nữa mình sẽ tỉa ra để làm một cái nắp. Và sau khi vẽ xong thì mình đóng một cái đinh lên trên này để mình nhấc lên cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ đi lấy dao, mình tỉa theo cái đường mình vừa mới vẽ xong. Những trái bí ngô được khoét thành hình mặt cười theo nhiều hình dáng và nhiều kích thước khác nhau, từ hiền đến hung dữ, là đồ trang trí không thể thiếu được trong mỗi dịp lễ Halloween. Nó được bắt nguồn từ một câu chuyện truyền thuyết từ thời xa xưa kể về một người tên là Jack. Khi còn sống thì vô cùng hà tiện và keo kiệt, lại lừa cả bạn là quỷ. Để đến khi mà chết đi thì linh hồn của Jack không có chốn dung thân, vì cả thiên đàng và địa ngục đều không chấp nhận những tội lỗi của Jack. Bây giờ mình đã tỉa xong được cái hình tròn rồi, mình nhấc cái nắp lên. Mình sẽ lấy con dao, mình gọt những các cái ruột nó bám vào trên cái miệng cái nắp này, để lát nữa mình mở ra, mở vào cho nó tiện. Trái bí ngô là loại thực phẩm mà có thể để dự trữ được rất là lâu mà nó không hề bị ủng hay là bị thối. Mình sẽ lấy con dao, mình khắc vào cái thân quả bí với lại cái nắp của nó một cái khớp để mình đánh dấu, để lát nữa mình có mở ra nắp vào thì nó sẽ khớp và nó tiện hơn, cho nó dễ nhớ. Tiếp đến thì mình sẽ lấy cái muôi và mình nạo hết tất cả các cái ruột của cái trái bí này bỏ đi. Những cái hạt ở trong cái trái bí này nó đã mọc mầm trắng rồi đây này các bạn ơi. Bình thường thì những quả bí già như thế này là hạt của quả bí đấy, rửa sạch đi rồi là rang lên ăn rất là bùi bùi ngậy ngậy ạ. Tỉa mặt cười trên trái bí ngô thì cái công đoạn lấy cái ruột của cái trái bí này ra là dễ nhất ạ. Mình sẽ nạo sạch hết các cái ruột của cái trái bí này đi, và mình sẽ đổ vào đây một ít nước để mình rửa cho nó sạch cái ruột này. Rồi là mình sẽ lau khô cái bên trong đi, để lát nữa mình đặt mấy cái nến vào ý các bạn. Và đây là trái bí mình đã khoét hết cái ruột ở bên trong rồi, và mình lau cho nó khô rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ đi mình tỉa cái khuôn mặt cười này. Thì mình sẽ vẽ lên đây cái đôi mắt và cái mũi của cái hình mặt cười, và mình tỉa mắt và mũi trước. Khi mà cả thiên đàng và địa ngục đều không có chỗ cho linh hồn của Jack được dung thân, thì quỷ đã cho Jack một hòn than mà không bao giờ bị tắt. Jack đã khoét củ cải để cho hòn than đấy vào, và cứ thế lang thang giữa thiên đường và địa ngục với chiếc lồng đèn trên tay. Từ đó cứ mỗi mùa Halloween về thì người nông dân ở các ngôi làng thường khắc những chiếc đèn lồng từ củ cải, và sau này là bí đỏ để xua đuổi linh hồn của Jack và những bóng ma lang thang khác. Ngày lễ Halloween của các nước phương Tây thì cũng gần giống như là ở Việt Nam có ngày rằm tháng 7 âm lịch, là ngày xá tội vong nhân, và cũng là ngày mà các linh hồn được trở về gia đình và cả hai thế giới tâm linh được hội ngộ. Và cái tháng này cũng là tháng có rất là nhiều âm khí. Vì thế cho nên mọi người đều không làm những việc lớn trong tháng 7 âm lịch này. Ví dụ như là cưới hỏi, xây nhà, hay là mở cửa hàng, mua bán ô tô, xe đạp, xe máy. Nói chung là người ta kiêng kỵ cái tháng 7 âm lịch này. Bây giờ thì mình đã tỉa được xong cái đôi mắt rồi nhé. Tiếp đến là mình sẽ tỉa cái mũi. Cái mũi thì mình đã vẽ ở đây, nó giống như là một hình tam giác cân. Cái mũi nhọn của nó chĩa xuống phía dưới. Và mình lấy con dao mình sẽ khoét ra.
Ồ, thế là được cái mắt và cái mũi rồi, trông đã thấy hơi gớm gớm rồi ạ. Bây giờ mình sẽ đi mình tỉa cái miệng và những chiếc răng. Thì mình sẽ vẽ phác họa ra đây để mình cứ thế là mình tỉa thôi. Bình thường thì quả bí ngô này chế biến được rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Nhưng mà khi mình tỉa cái khuôn mặt cười hay khuôn mặt ma dữ dằn lên trên này và mình tạo cho nó một chút hiệu ứng tiếng động và ánh sáng thì nghe đã thấy gớm ghiếc rồi ạ. Ồ, trước đây mình có đi du lịch và mình thăm một cái nhà ma ở dưới Hạ Long. Thì ở trong đấy nó cũng chỉ có các cái hình thù bình thường thôi, nhưng mà người ta trang trí màu sắc và ánh sáng âm thanh vào mà ai cũng sợ không dám vào. Các bạn nhỏ thì hăm hở đi vào nhưng mà đến khi ra đến ngoài thì sợ khóc thét lên và không bao giờ dám quay lại lần thứ hai nữa. Từ đầu tháng 10 thì tại các nhà hàng, quán ăn, các trung tâm vui chơi giải trí đều đã bắt đầu trang trí trưng bày theo chủ đề Halloween. Các hàng quán thì bày bán trang phục hóa trang đủ các kiểu, từ những chiếc mặt nạ phụ kiện đến quần áo có hình vẽ họa tiết rùng rợn. Ngoài ra thì còn có nhiều dịch vụ như là vẽ lên mặt những các hình thù đen, đỏ, xanh, trắng hơi ghê ghê đấy, hoặc là cho đồ, cho thuê đồ hóa trang và thuê trang phục, những cái loại trang phục rất là quái dị, có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Hoặc là các bạn trẻ thì sẽ đến rạp để xem phim ma. Bây giờ mình đã tỉa xong được những chiếc răng của cái chiếc mặt lạ đây rồi. Mình sẽ đi khoét những cái chỗ còn thừa đi để mình tạo thành cái miệng của nó. À, cái quả bí này nó rất là mềm các bạn ạ. À, dễ tỉa lắm. Vào ngày lễ Halloween này, mọi người hóa trang giống như là ma quỷ và xách trên tay những chiếc lồng đèn bí ngô. Để Jack không còn cảm thấy cô đơn nữa, Jack sẽ được sống lại và chơi cùng với mọi người trên trần gian sau một năm phải sống lang thang. Mình sẽ lấy cái môi mình lại nạo hết đi và mình chỉnh lại những các cái chỗ, các cái đường nét tỉa của mình vừa nãy cho nó sạch hết đi. Và như vậy là cái chiếc mặt cười mình đã tỉa xong rồi, mình sẽ xếp vào đây ba cái viên nến nến vỉ nhỏ nhỏ thôi và mình châm đèn lên đây. Thế là mình đã xong được một chiếc lồng đèn bí ngô để trang trí cho ngày lễ hóa trang Halloween đây rồi ạ. Ngọn đèn bí ngô này đã trở thành một biểu trưng cho lễ hội Halloween. Bây giờ mình sẽ tắt hết điện đi và mình cho vào bên trong một chiếc đèn nháy. Các bạn nhìn có thấy gớm ghiếc không ạ? Mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.